Lấy cái vương miện đó đó con gắn lên là đeo vô được rồi, chứ không phải hư đâu. Miệng gì á? Lấy cái vương miện gắn lên. Cái này gắn nè. Rồi nó có bao nhiêu món đâu, để ra coi coi sao để tùm lum vậy. Này bỏ vô cất đi con, chứ con để lum hết dài xếp vô vậy nè, cho nó đứng đứng thẳng nguyên một hộp, nhìn vô cho nó đẹp. Đúng không? Hả? Ừ. Ồ, thôi coi nè. Này đánh vô cái mỏ nó chét luôn á. Đúng không? Không như trong hộp nữa không hết hả? Hết rồi. Rồi lấy vương miện lên coi. Ủa sao nó rớt hộp ra luôn rồi? Rồi. Người ta to vậy á. Vậy rớt một hộp kim cương. Rồi sao dán vô, lát mày lấy cho dán sắt, dán vô cho. Rồi ơi, đụng lên nó còn tuột vô đâu biết ghê chứ. Nè nó vẫn còn một miếng keo, hiển gì mà thấy nó lật le lật lội. Đúng không? Lấy cái miếng keo dán xác định vô. Rồi xong mình mở, sẽ gắn mở vô cái sao mẹ? Mình gắn vô cái này mở nè. Không được mẹ ơi. Thì nó sẽ uốn cong mở lại. Không được. Thôi để từ từ khui đi con, không biết là khui ra nó bể tan nát ghê lắm. Không muốn tay con. Ừ, rồi đẹp không? Thích không? Thích vậy đúng không? Quà Noel tới trễ luôn. Ủa, còn cây son nữa kìa. Cất vô luôn, cái đó của mẹ hay của con vậy? Của con á. Sao giống của mẹ? Ê, cầm này nè. Con cầm sát lại, cầm này nè, để gần lại như vậy nè, con mới bỏ vô, không thôi là nó bị gãy nguyên cái đầu liền luôn, hiểu chưa? Đó, nhẹ thôi, con mẹ thấy con cầm con quăng quăng tùm lum hết kinh quá như vậy. Rồi, hết không? Sao xếp làm sao mà đậy hộp vô được, con để vậy đâu đậy được á. Ừ, cái vali sắp đi luôn đúng không? Ủa còn hai miếng này nữa nè, hai miếng này để miếng hai miếng mút đến màu hồng, để hai miếng mút này vô đây, rồi để che cái kiến lại nó không bị chặt.